Hello đại ca. Thở chưa? Thở gì sợ. Em chạy lên. Ngủ khá mà. Đó đi tìm con à? Ngay giận dữ luôn. Hôm qua thì kiểu như là tiếc tiếc.
Biết luôn. Em có đi phơi nắng nhiều không bác? Em ngồi làm hay chỗ nó nắng cửa kính nắng. Sinh năm mấy em? Em 99. Cái này đi Phú Quốc chưa? Chưa mà lo. Ngày đầu mà thôi chứ chưa được dịp đi. Cũng bình thường. Ừ. Do mình ở biển rồi kìa. Ừ. Cái đó là dạng đi nghỉ dưỡng thôi. Còn ừ. Chơi thì chắc không có đi chơi nữa. Đi nghỉ dưỡng đài Đà Nẵng mình đài. Đi cho biết. Ừ, thì phải đi. Rồi, có gì thì sẽ đi. Còn đó một đây mấy 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 mà hả? Còn đó một đây mấy vậy? Một đây mà gần 10 á. 10 triệu hả? Ừ. Một phòng có phòng mấy chục triệu bình thường nữa. Cái mút mấy này cũng khá nhiều đang thăm. Nó đóng cái lon là không đánh thì không, không đánh thì không được này. Cái đó là gì ạ? Tám phút rồi. Không biết nhà đứa này có hành mà đeo kính hơi cực cho thằng khoai tay thôi, đeo ban đêm á. Nhưng đỏ cũng đeo mà. Đỏ đeo chưa? Đỏ có đeo kính nó chồng ngủ chưa? Dạ rồi. À, đó là bữa nay đỏ với khoai tay là như nhau rồi đó hả? Ôi giời ơi. Chị có bằng gì? À, cái bài này là có chị gì em biết chị đó. Ờ, à, sai nhà người kìa.
biết hết chuyện gì à, thôi đi chơi. Ai nhà thì đã biết đó. Đừng.